Cách đây vài ngày, một người đàn ông ở Florida, Mỹ đã trở thành tâm điểm chú ý khi quyết định chằng dây cố định toàn bộ căn nhà của mình để đối phó với siêu bão Milton. Hành động kỳ lạ này đã khiến nhiều người tò mò về hiệu quả thực sự của nó sau khi cơn bão đi qua. Vào ngày 9 tháng 10 và 10 tháng 10, cơn bão nguy hiểm đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề ở bang Florida. Hình ảnh sau bão cho thấy nhiều ngôi nhà bị phá hủy và đường phố ngập trong biển nước. Ban đầu, siêu bão Milton được xếp hạng ở cấp 5 trên thảm bão Saffir-Simpson với sức gió dự kiến hơn 253 km/h và khả năng gây ra thiệt hại thảm khốc. Người dân phải gấp rút tiến hành các biện pháp để bảo vệ tài sản. Trong đó, có một căn nhà ở thành phố Tampa nhận được sự chú ý đặc biệt vì nó đã vô tình viral khắp mạng xã hội trước bão Milton. Chủ nhà đã chống bão bằng cách buộc 6 dây quanh nhà, khẳng định nó sẽ hiệu quả. Nhiều cư dân mạng trên X và nhiều nền tảng đã hoài nghi phương pháp tránh siêu bão này. Một số khác lại tò mò muốn xem liệu cách làm này có hiệu quả hay không, và câu trả lời đã có. Con gái của chủ nhà đã đăng tải một đoạn video lên TikTok cho thấy hậu quả của siêu bão Milton. May mắn thay, ngôi nhà vẫn còn đó, hệ thống dây chẳng vẫn còn nguyên vẹn và dường như vẫn trong tình trạng tốt. Cô gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã lo lắng cho gia đình mình và cho biết vì ngôi nhà không bị hư hại gì đáng kể nên hai bố con cô sẽ đi xem có hàng xóm nào cần giúp đỡ hay không. Được biết, gia đình này đã ở lại nhà trong cơn bão Milton và không đi di tản. Họ cũng không định tháo 6 chiếc dây chẳng khổng lồ ra mà sẽ đợi đến hết mùa bão. Rất nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn và kế hoạch của ông đã thành công. Bất chấp không được mấy ai tin tưởng, mọi người gọi đây là một ý tưởng hay. Nhiều người dùng TikTok cho biết họ đã thực sự ủng hộ hai bố con cô. Một số người bình luận rằng họ có thể thấy những ngôi nhà khác trong khu vực vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy có lẽ vốn từ đầu gia đình không cần phải chằng dây ở căn nhà của mình. Tuy nhiên, việc cần tắc vô áy náy không bao giờ là thừa. Thời điểm này, mực nước ở đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp đang lên nhanh, cao hơn cùng kỳ từ 0,2 đến 0,3 mét. Do đó, để sản xuất rau màu an toàn, nông dân vùng Cù Lao Long Thú Phú Thuận, huyện đầu nguồn Hồng Ngự cũng đã chủ động các giải pháp để sản xuất an toàn trong điều kiện mực nước lên nhanh. Cánh đồng rau màu của nông dân ấp Phú Hòa, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự đang phát triển xanh tốt. Mặc dù phía ngoài bờ bao nước đã ngập sâu, để tránh sạt lở, do rỉ nước, nông dân đã chủ động gia cố. Ngoài ra, mỗi hộ trồng rau đều bố trí thêm máy bơm hút khi có mưa lớn. Chính quyền xã có thông báo, có nghĩa là kể từ ngày bích đê thì bà con lo thu hoạch nào ngoài dùng, còn trong dùng thì mình sẽ lo bao đê sửa sạn là bọc mũ gì đó, mình để bao đê đựng cho sạt lở. Đối với các vùng rau màu ngoài ô bao, đến nay tất cả các diện tích trồng rau ở xã Phú Thuận A đều đã được nông dân thu hoạch xong. Còn lại hơn 100 hecta rau màu vẫn an toàn khi địa phương tiến hành lấy nước phù sa vào đồng ruộng. Do cái nước năm nay nó là như thế nên xã là phối hợp với ba xã Long Phú Thuận để điều tiết nước bằng cách là sẽ khi nước đợt chiều cường đợt này nè, nó dừng lại không vô nữa thì sẽ đóng bửng lại để trữ lấy nước cho nó ngập các cái thửa ruộng. Trong khi đó, tại xã Long Thuận, nông dân cũng đang tranh thủ để xuống giống vụ rau màu mới. Tuy nước chưa ảnh hưởng nhiều, thế nhưng 160 hecta rau màu nơi đây, nông dân đều chú ý ra cố bờ bao, trang bị máy bơm tiêu úng. Thì cũng như hiện giờ thì nó chưa có, mà tới bi bao thì cũng có sẵn hết trơn, máy cũng để sẵn hết trơn rồi. Khi nào mưa lũ thì rút ra. Trước khi xã mà lấy nước thì ban sản xuất xã đã đi khảo sát từng vùng nào cần nước nhiều, vùng nào cần nước ít để mình điều tiết cho nó hợp lý. Hợp tác xã cùng kết hợp với ban sản xuất xã thường xuyên chạy thăm đồng, thường xuyên để coi các cống ô bao có cống nào trục trặc, bị hư hỏng gì để sửa chữa kịp thời, phục vụ cho bà con. Là vùng trồng rau màu trọng điểm của huyện Hồng Ngự và là nguồn kinh tế chính của nhiều người dân ở vùng Cù Lao này, do đó việc chủ động ra cố bờ bao, phối hợp nhịp nhàng trong việc sản xuất là việc cần thiết để đảm bảo an toàn vùng rau màu trước thời điểm nước lên nhanh, mưa nhiều như hiện nay. Mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong tiểu mục giao thông số. Thưa quý vị, hai đoạn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành dài 9,5 km qua địa bàn Đồng Nai 6,1 km và thành phố Hồ Chí Minh kết nối với Long An 3,4 km vừa được Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đề xuất khai thác tạm từ tháng 11 năm 2024 sau 10 năm khởi công.
Theo đó, đoạn từ nút giao Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1A dài 3,4 km và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 dài 6,1 km sẽ khai thác tạm từ tháng 11 năm 2024. Đoạn từ nút giao quốc lộ 1A đến nút giao Tân Tạo dài 18,8 km sẽ khai thác tạm vào quý 1 năm 2025. Trong thời gian khai thác tạm, các phương tiện phải tuân thủ các quy định khi đi trên cao tốc như chạy đúng phần đường, làn đường, chạy đúng tốc độ tối đa, tối thiểu, đảm bảo an toàn khi chuyển làn, khoảng cách an toàn. Các phương tiện lưu thông ở 3 mức tốc độ là 100 km/h, 80 km/h và 60 km/h. Tại các nút giao, vận tốc tối đa được lưu thông là 40 km/h. Tại các đường dẫn, vận tốc tối đa là 60 km/h. Cao tốc Bến Lức Long Thành được khởi công vào tháng 7 năm 2014 và dự kiến đưa vào sử dụng sau 5 năm. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn vướng mắc nên thời gian thi công kéo dài. Chủ đầu tư dự án cam kết hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9 năm 2025. Do đặc thù là bãi bồi nằm giữa sông Hồng, chỉ có thể đi vào xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội bằng thuyền phà. Nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi sử dụng thuyền hay đò ngang, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với xã đảo Minh Châu tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh cách sử dụng dụng cụ cứu sinh, mặc áo phao, hướng dẫn các bước lên phương tiện đò ngang an toàn. Bến phà Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội, cầu nối huyết mạch kết nối xã đảo Minh Châu với trung tâm huyện Ba Vì. Hàng ngày ở đây có đến khoảng 300 học sinh qua lại mỗi ngày. Một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hiểm họa tai nạn giao thông đường thủy trực chờ, đặc biệt vào mùa mưa bão. Học sinh ở đây thì có khoảng độ 300 cháu, sẽ chia thành 4 giờ các cháu đi học. Buổi sáng thì sẽ có một ca là khoảng từ 6 giờ cho đến 6 rưỡi là các cháu sẽ đi học buổi sáng. Thì chở nếu mà có quán cũng chỉ lên đến 3-5 cháu. Qua phà qua đò đây thì học sinh chẳng hạn ví dụ như là mùa tháng 3, tháng 4, mùa mưa bão đấy thì chỉ sợ là các con đi qua đò đến là mùa giông bão là nguy hiểm thôi. Cũng phải là bao giờ với các con về đến nhà thì mới mừng được chứ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã siết chặt việc kiểm tra đột xuất tại các bến khách ngang sông, nhắc nhở, hướng dẫn các em học sinh những kỹ năng sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm. Đội cảnh sát đường thủy số 1 quản lý tuyến địa bàn, trong đó có kiểm tra giám sát có 7 bến khách ngang sông trên tuyến địa bàn. Hầu hết các bến khách ngang sông đều có giấy phép hoạt động và đầy đủ các trang thiết bị an toàn. Đối với các cháu học sinh tham gia giao thông trên đường thủy, nhất là tại các bến khách ngang sông, thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở cũng như là đề nghị chủ bến cũng như là các cháu học sinh tham gia giao thông là mặc áo phao, sử dụng dụng cụ lội cũng như là dụng cụ cứu sinh để đảm bảo an toàn giao thông. Không chỉ bản thân em mà cả các công tác ở chính quyền của xã, địa phương thì cũng đang luôn hướng dẫn các em khi lên đò phải mặc áo phao, xếp gọn xe và ngồi không được lên những lan can này, rất là gây nguy hiểm ạ. Đây cũng khá là một cái việc khó khăn đối với học sinh xã đảo Minh Châu nói riêng ạ, và bản thân các thầy cô giáo khi sang sông thì cũng rất là vất vả ạ. Công tác siết chặt kiểm tra, nhắc nhở xử lý vi phạm đóng vai trò quan trọng, tạo tính răn đe, giúp các chủ đò, phà chấp hành những quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa, đồng thời nâng cao sự tự giác, chấp hành ở mỗi người dân. Con thấy để con người có thể khá an toàn ạ. Hướng dẫn mặc áo phao và xếp hàng ngay ngắn để xe ạ. Thường thường thì bọn mình bắt đầu các cháu lên là đã nhắc nhở rồi. Các cháu thì nói chung là nó như kiểu là nó quen ấy. Các cháu chỉ mất 1-2 buổi đầu tiên là còn bỡ ngỡ ấy. Còn khi mà các cháu đã vào cái luồng rồi, các cháu quen thì là lên là các cháu sẽ tự động lấy được áo phao các cháu mặc này và ngồi ổn định chỗ để phà di chuyển. Hà Nội hiện có khoảng gần 100 bến thủy nội địa, vậy nên công tác kiểm tra tuyên truyền đảm bảo an toàn đối với bến khách ngang sông rõ ràng cần được chú trọng hơn nữa, nhất là với lứa tuổi học sinh khi các em chưa thực sự trang bị đầy đủ kỹ năng, còn thiếu kiến thức và còn chủ quan.